Rồi rồi, rồi vâng, cái này thì em sẽ xử lý cho anh. Đây thì tức là xử lý cái này rồi, nhưng mà sau khi lắp xong ấy nên xử lý làm sao để cho bánh nó khỏi quẹt vào ấy? À không, nó không, cái này là bị quẹt là hôm nọ là nó bị sệ xuống hoặc là nó có cái gì nó ma sát nó quẹt vào đây. Chứ cái chứ không phải là tự dưng mà nó quẹt vào. Vâng, cái này nó bị sệ xuống hoặc là có cái gì nó bị ma sát rồi nó kẹp vào thì nó mới quẹt như này ạ. Đấy. Chứ bình thường mà nó trên cao nó không quẹt đâu ạ. Nó hở cái khe này này. Đấy, sau khi mà xử lý xong em lắp làm sao cho nó im, nó không bị hở cái co hở khe nữa. Không, hở khe là như này. Hở khe tức là cái vè nỉ nó chỉ đến đây thôi. Nó cái nó chỉ dài đến đây này, nó không thể nào nó chùm vào đây được. Khi mà mình hóa cứng thì cái nó vẫn chỉ cái nó chỉ đến đây thôi. Nhưng mà nó không hở được. Vâng, không hở được. Nó sẽ theo form. Nó sẽ nằm theo ở bên trong. Vâng, vâng. Vâng vâng. Em sẽ cố gắng làm co. Nó đang bị co vào nó hở ra. Thế vệ sinh khoang máy là phải không? Không, vệ sinh khoang máy thì em để đây vệ sinh luôn. Vệ sinh luôn này. Vâng, vệ sinh luôn đây. Vệ sinh đây có hơi nước nóng, máy hơi nước nóng. À thế. Vâng. Vệ sinh máy hơi nước nóng thì nó mới sạch và nó đảm bảo được. Chính nhưng mà cái này bền đấy, cái này bây giờ tính ra được 17 năm đâu nữa. 17 năm mà cái vè nỉ mà bây giờ nó vẫn được như này là. Chứ còn nói thật là ví dụ như cái dòng Hyundai hoặc là Kia Mazda ấy chỉ từ 2 năm rồi là sệ xuống rồi. Chạy đâu, cái xe tầm 3 năm mà chạy đâu. Còn sơn lên anh. Đấy anh làm chưa? Đấy làm rồi, cứng như là đá. Chứ thế đấy là anh làm rồi, thế anh chưa làm thì 3 năm rồi đây. Cái chỗ này là sơn 3 năm rồi đây, thấy chưa? Đúng. Đấy thì anh cứng như đá luôn, không sao mà chạy được. Đấy là anh làm rồi, nhưng anh chưa làm xem. Anh chưa làm, anh nhìn mấy con Mazda kia xem. Anh mà chưa làm mấy con Mazda mà đi nhiều á, bây giờ không sệ đúng là lạ. Đấy, con san thì anh đi suốt có sao đâu, cứng như gờ sợ, cứng như đá luôn, làm ở đây. Đấy, anh làm thì nó mới cứng được chứ.